chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2020 và một số góc nhìn cho các phiên giao dịch uh, còn lại của uh, tuần này. Thì chúng ta thấy là như phiên ngày hôm nay uh, không chỉ là phiên ngày hôm nay và một số phiên gần đây thì chúng ta thấy là giới đầu tư toàn cầu à, đang hào hứng rất là mạnh và nó đến từ cái tin tức liên quan đến uh, vaccine được uh, phân phối uh, và được uh, tiêm phòng cho người dân. Đó. Rồi ngoài ra các cái tin tức khác cũng hỗ trợ cho giới đầu tư đặc biệt là cái tin tức gì là các cái gói hỗ trợ kinh tế mới được tung ra. Ngoài ra thì cái làn sóng đầu tư vào cái cái thị trường mà mà rủi ro nó tăng cao khi mà không còn kênh đầu tư nào khác thì chúng ta thấy là chứng khoán toàn cầu đều tăng chứ không chỉ là Việt Nam. Chúng ta thấy hôm nay Việt Nam tăng cũng khá là tốt, đúng không ạ? Tăng tăng và thậm chí là không ai ngờ được. À, cá nhân mình là cũng đoán sai luôn đấy nhưng mà rồi chúng ta thấy là trong một cái bối cảnh chung các thị trường nó đều tăng tốt như vậy thì chúng ta cũng không nằm ngoài cái xu thế đó đặc biệt là gì à, chúng ta thấy thị trường nó bị giảm sâu do covid nhưng mà việt nam chúng ta thì lại là một nước à, gọi là khống chế dịch bệnh cực kỳ tốt cho nên là cái việc mà thế giới nó hào hứng về cái tin này thì không 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 có cớ gì mà mà thị trường chúng ta không hào hứng đúng không ạ đó nhưng mà rồi rõ ràng là ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng vẫn phải dành một sự thận trọng nhất định đúng không? Chúng ta hào hứng quá mức, chúng ta cứ đua mua theo thị trường, cứ bị quấn theo thị trường thì đôi lúc này à, chúng ta sẽ bị gọi là bị phô mô theo mà chúng ta không kiểm soát được cái, cái 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 hành vi của mình. Đôi lúc là nó cũng nó cũng ảnh hưởng ha, à, có thể dẫn đến thua lỗ trong quá trình chúng ta đầu tư. Thì tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. À, quay trở lại với thị trường thì đây chúng ta thấy hôm nay là cây nến ngày hôm nay thực chất nó nó khá là đẹp, nó chưa phải là một cây nến có cái mức điểm tăng nhiều nhất, à, nhưng mà chúng ta thấy hôm nay là một cây nến có thanh khoản, đúng không? có thanh khoản, bản thân nó mở cửa tạo một cái gáp nhỏ, sau đó lấp lại và lại lên tiếp, đúng không? có những lúc đã đỏ trong phiên, à, nói thẳng là cái vùng này thì rung lắc khá là mạnh. trong trong các cái bài nhận định trên nhóm, trên trên youtube hoặc trên nhóm thì mình cũng nói là vùng này sẽ là vùng rung lắc mạnh, nhưng mình cũng không nghĩ rằng nó nó đi nhanh và đi mạnh như thế này, thực sự mình nghĩ là nó có thể lên tới 1040 nhưng mà phải là hết tuần này cơ không ngờ phiên này đã lên tới nơi rồi như vậy là hai phiên tiếp theo sẽ làm gì thị trường sẽ đi về đâu đi tiếp hay là sẽ quay lại đấy mới là cái câu hỏi khó để mà chúng ta khó đoán định khó lường trước vào lúc này đặc biệt là hôm nay, nay thanh khoản rất là lớn rất là tích cực nè, đến từ dòng ngân hàng dòng chứng khoán chúng ta nhìn qua thị trường thế giới một chút xíu thì đêm qua, dow jones cũng tăng khoảng 0,35 phần trong phiên cả phiên gần như là cả phiên đỏ và đến cuối phiên thì nó tăng mạnh trở lại khi mà gì các cái tin tức về liên quan đến các cái gói kích thích kinh tế mới ở ở Mỹ khả năng cũng sẽ được thông qua đó thì uh, hiện tại thì các cái bên cũng đang gọi là đàm phán về một gói cứu trợ gói hỗ trợ mới nó khoảng tầm uh, 916 tỷ à, 916 tỷ thì uh, cái này cũng sẽ được thông qua trong thời gian sắp tới thôi, còn cũng nói chung là chưa thống nhất. À, đây là bộ trưởng tài chính của Mỹ là họ chính phủ họ đề xuất là 916 tỷ. Đấy thì cái này nó bao gồm là ngân sách dành cho các cái chính quyền địa phương, các bang đúng không? Cũng như là các cái doanh nghiệp và trường học đấy. Thì à, trước đó thì có một nhóm nghị sĩ người ta đề nghị là trả 908 tỷ thì bây giờ nó tăng lên. Đấy thì chúng ta cũng chờ hai bên họ họp họ thống nhất như thế nào để mà gọi là có một cái gói hỗ trợ mới trước khi mà 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 bước vào cái công cuộc chuyển giao quyền lực đó. Ngoài ra thì chúng ta thấy là gì khả năng là là các cái gói hỗ trợ tiếp theo khi mà có ngân sách mới, có cái nhiệm kỳ mới á, thì nó sẽ được tăng cao hơn. Đấy thì chúng ta theo dõi thêm thì đó là một cái động lực để mà hỗ trợ cho thị trường trong dịp này, đúng không ạ? Ngoài ra là gì nữa? À, ngoài ra là hiện tại thì tổng thống Trump cũng đã ký một cái sắc lệnh liên quan đến vaccine à, nhóm kim ký xác lệnh để đảm bảo cho toàn bộ người dân Mỹ là có quyền ưu tiên tiếp cận vaccine trước khi chính phủ đưa ra những cái hành động cho các cái nước khác tức là gì bản thân nước Mỹ là cũng ưu tiên ưu tiên cho người Mỹ ưu tiên cho người dân Mỹ đầu tiên à, với cái cam kết gọi là nước Mỹ trên hết cái này chúng ta theo dõi thêm cái, cái diễn biến như vậy nó thì ngày 8 tháng 12 thì nó nó đã có được cái kết quả thử nghiệm từ khoảng 38.000 người 38 nghìn người từ các hãng dược phẩm này và các tình nguyện viên thử nghiệm thì hiện tại đang đang khá là tốt. Đó, họ đã theo dõi trong vòng khoảng 2 tháng vừa qua rồi. Đấy, thì thì chúng ta theo dõi thêm. Rồi, ngoài ra thì ở phía khu vực châu Âu hiện tại bây giờ là 17 giờ châu Âu đang giao dịch chứng khoán Đức xanh mạnh. Anh cũng xanh gần như là châu Âu đang xanh rất là mạnh. Hôm qua và hôm nay thì anh bắt đầu là tiến hành phát vaccine, đưa tiêm vaccine cho cho toàn bộ người dân. đấy là một cái tiến bộ khá là nhanh và khá là mạnh của quốc gia này và trong ngày hôm nay thì uh, thủ tướng anh cũng sẽ tiến hành tức là trước đây thì các cái phái đoàn đàm phán của <laughs> của anh và liên minh châu âu thì không đạt được cái thỏa thuận và đích thân uh, thủ tướng anh Boris Johnson thì chiều nay ông sẽ tới bỉ uh, thế thủ đô Brussels của bỉ để mà có một cái cuộc gặp với chủ tịch ủy ban châu âu gặp lên lần cuối uh, đạt được hay không thì hôm nay cũng sẽ rõ và chúng ta thấy là thị trường nó cũng đang khá hào hứng bởi cái tin vaccine ở đây người ta cũng tạm chắc là tạm tạm lơ tạm quên đi cái việc mà không biết là hôm nay hai 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 bác gặp nhau là có ra được cái kết quả gì cho cái thỏa thuận thương mại trước khi anh tiến hành Brexit hay không người ta giờ chỉ tập trung vào vaccine thôi rằng rất là kỳ vọng là được tiêm vaccine rồi được cái gì ví dụ thoải mái đi xem bóng đá thoải mái đi chơi Noel chơi Giáng sinh sắp tới đúng không người ta đang rất kỳ vọng như vậy đó chúng ta thấy thậm chí ở Mỹ ở một số bang là người dân người ta còn biểu tình phản đối cái việc mà mà phong tỏa đó tức là người ta vẫn muốn tự do, người ta vẫn muốn đi chơi, người ta vẫn muốn thích làm gì thì làm. Mặc dù là chúng ta thấy là cái số lượng người chết vì covid ở Mỹ đang tăng rất là nhanh. À, một tuần mà có mười mấy ngàn người chết, người ta đâu sợ đâu? À, cái đấy là cái cái tâm lý, cái đấy là cái cái diễn biến chung của toàn cầu là như vậy. Người ta đang rất là mong muốn được gọi như giống như bó buộc lâu quá rồi. À, thị trường của chúng ta ở Châu Á thì cũng tăng hết. Đó. Toàn bộ thị trường Châu Á đều tăng. Hôm nay Nhật tăng. Thủ tướng Nhật thông qua vào cuối giờ chiều ngày hôm qua thì Nhật thông qua một cái gói hỗ trợ kinh tế mới khoảng 708 tỷ đô. À, một gói hỗ trợ cũng cũng khá là nặng đô đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Đó, Australia cũng tăng hôm nay thì Hàn Quốc cũng tăng mạnh mặc dù Hàn Quốc là có các cái ca nhiễm mới trong cộng đồng rất là mạnh. Đó, nhưng mà rồi tin tức tốt về vaccine cũng làm cho thị trường nó nó hào hứng nó tích cực lên. Mặc dù là ba bốn phiên vừa qua thì chứng khoán Hàn Quốc đều giảm do cái tin tức lo ngại về dịch bệnh. Hôm nay là có thị trường chứng khoán của Trung Quốc nó có một cái điều khá là ngạc nhiên là chứng khoán Trung Quốc thì hôm nay giảm đúng không ạ và theo cái báo cáo mới nhất thì liên quan đến cái chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc nó lại giảm hiện tại CPI của Trung Quốc nó giảm 0,6% trong cái tháng tháng 11 so với tháng trước nó và chỉ số giá sản xuất chỉ số PPI thì giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước thì như vậy là các cái dữ liệu kinh tế nó có vẻ là không không tốt lắm tức là các cái dữ liệu này nó suy giảm và nó thấp hơn so với dự kiến nó đặc biệt liên quan đến gì mà để ý ở Trung Quốc là nó vẫn một vấn đề khá là căng thẳng đó là gì thực phẩm nó nó đang báo cáo về cái giá thực phẩm nó đang giảm rất là mạnh đó. nó giá, giá, giá thực phẩm đang đặc biệt là giá thịt và một số các loại mặt hàng khác chúng ta giao dịch hàng hóa chúng đang để ý thêm nó để ý thêm về giá các loại hàng hóa bây giờ đó thì chúng ta thấy là các cái vấn đề về lạm phát của nó vẫn chưa được kiểm soát liên quan đến thực phẩm. chúng ta biết là đặc biệt là hôm gạo gần đây này, gần đây nhất là chúng ta thấy Trung Quốc nó cũng bị lũ lụt rất là nhiều. Đúng không ạ? Đó thì nó 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 dẫn đến một cái cuộc khủng hoảng về 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 thực phẩm. Thì chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến này. Đó mặc dù là tuần trước ở đúng rồi. Tuần trước thì các cái dữ liệu về sản xuất, dữ liệu về dịch vụ thì lại rất là tốt. Đúng không? Dữ liệu về xuất khẩu của nó thì tăng tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đấy. Rồi cái gì nữa, chỉ số PMI dịch vụ của nó cũng tăng, tăng từ mức gọi là 54% lên 57%, PMI sản xuất cũng tăng luôn, nó tăng 5, 5, 56,4% so với cùng kỳ là 52%, tức là về sản xuất thì tốt nhưng mà về cái dữ liệu về lạm phát thì nó lại đang khá là xấu, tin ra cho nên hôm nay nó cũng điều chỉnh như thế này thôi, à, còn về cơ bản là mọi thứ các thị trường vẫn vẫn đang diễn biến, đang phản ứng khá là tốt, cái đấy là một cái À, cái bối cảnh chung toàn cầu mà chúng ta nhìn thấy được đây đúng không ạ? đấy thì có thể là giống như là bỏ rơi vì lý do gì thì lên vì lý do đó nhưng mà rõ ràng là câu chuyện thị trường nó hồi phục trong cái giai đoạn gần đây bất chấp dịch bệnh thậm chí là nhiều quốc gia là nó còn bị nặng hơn cái thời điểm mà mới nặng mới nổ ra dịch bệnh mới nổ ra dịch bệnh như trung quốc bị nặng nhất thì nó giảm rồi nó 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 hồi phục lại rồi, rồi các thị trường khác tính là bây giờ là làn sóng thứ hai thì nó còn cũng nặng nề không kém đâu nhưng mà các thị trường nó đang hồi phục khá là ổn đây đó Thì nó cũng đến đến một cái thông tin mấy ngày đây chúng ta cũng gần nhận thấy là gì Chúng ta để ý là các cái dòng vốn toàn cầu đúng không ạ Đặc biệt là chúng ta thấy các cái quỹ đầu tư lớn Cái lượng tiền mặt người ta nắm giữ không còn nhiều Cái thứ hai là gì Cái việc họ đầu tư vào thị trường cổ phiếu Cái lượng cổ phiếu người ta nắm giữ hiện tại nó tăng lên mức hơn 50% rồi Các quỹ đầu tư toàn cầu nha bạn Quỹ đầu tư lớn đó. Trong danh mục của họ trước đây thì không bao giờ quá 50% là cổ phiếu bởi vì họ tính cổ phiếu là tài sản nó mang tính yếu tố rủi ro cao hơn, à, các cái tài sản an toàn hơn ví dụ trái phiếu chẳng hạn, đó, thì họ sẽ nắm nhiều hơn. tuy nhiên thì nó thấy dạo gần đây đặc biệt là trái phiếu nó cũng giảm, rồi ngoại tệ nó cũng giảm. đặc biệt đồng đô la mấy ngày nay đang rất là yếu. khi mà sắp tới có thêm một gói hỗ trợ mới thì khả năng là đồng đô la nó sẽ còn suy yếu nữa. và đô la suy yếu thì nó sẽ đẩy giá vàng và một số các loại hàng hóa khác nó tăng lên. đấy thì chúng ta chú ý thêm các cái diễn biến như vậy. thì rõ ràng là gì các cái quỹ đầu tư lớn, dòng tiền lớn toàn cầu nó cũng đang tập trung vào thị trường chứng khoán và làm những thị trường chứng khoán nó là tăng khá là tốt trong giai đoạn vừa qua và đặc biệt là gì cái thị trường châu á tuần hôm trước thì hôm tối chủ nhật mình cũng có chia sẻ là cái cái bài đăng của của một uh, chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs họ nói là các cái thị trường mới nổi khả năng là thu hút rất là nhiều tiền đặc biệt là thị trường châu á các thị trường cổ phiếu của châu á chúng ta và nếu chúng ta tính là cái cái chỉ số MSCI của khu vực châu Á là nó cũng đã tăng tăng rất mạnh trong cái cái giai đoạn mà tính là từ từ cuối cuối tháng 3 đến giờ đúng không ạ Từ cuối tháng 3 đến giờ đấy thì uh, nó cũng đã tăng khoảng uh, theo thống kê của một số các cái 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 cái, cái trang báo á, thì chúng ta thấy là mức độ tăng trưởng từ ngày cuối tháng 3 là ngày bao nhiêu ta Nên là người ta tính từ từ đầu tháng tư các bạn như vậy là hơn hơn 6 tháng rồi bây giờ là sang tới tháng 12 rồi khoảng à, khoảng hơn 6 tháng 8 tháng hoặc 8 tháng đó thì mức tăng trưởng của nó là hơn 20 phần và đặc biệt là gì chúng ta thấy cái dòng vốn đó. đặc biệt là dòng vốn nó tập trung vào các cái thị trường này cũng đang khá là lớn à, nó đạt hơn 190 tỷ đô à, mức tăng so với cái thời điểm là là 130 tỷ đô hồi hồi hồi, hồi, hồi mà dịch à, đến bây giờ nó tăng lên một tức là tăng khoảng 60 tỷ đô đó Ngoài ra thì các cái đấy là thị trường về cổ phiếu về trái phiếu thì nó còn tăng nhiều hơn đúng không? trái phiếu nó tăng tới 274 tỷ đô đó. Thì, thì, thì chúng ta thấy đây là những cái thị trường gọi là rất là tiềm năng và dòng tiền nó được bơm vào thị trường cũng khá là nhiều. Tất nhiên ở một góc độ nào đó thì chúng ta đánh giá là gì? Đôi, đôi khi có thể các bạn để ý là thị trường Việt Nam thì cái dòng vốn bị rút ra cũng khá là lớn. Nếu mà so sánh trong vòng 10 tháng đầu năm thì khối ngoại nó đang bán ròng đâu đó khoảng tầm. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận và cả giao dịch khớp lệnh thì nó bán ròng khoảng gần 17.000 tỷ. À, còn nếu tính không tính các cái thỏa thuận liên quan đến Vinhome này kia thì nó đã rút ròng khoảng gần 40.000 tỷ rồi đấy, Nên đấy là chúng ta cũng phải hết sức tính toán và theo dõi Có thể là dòng tiền nó tập trung vào một số các cái nền kinh tế lớn Ví dụ Đông Nam Á thì nó tập trung vào khu vực Thái Lan, Indonesia và Malay à, Chứ Việt Nam thì cũng, cũng dòng tiền cũng bị rút ra khá nhiều Nó cũng vì một số các yếu tố khác Đấy thì chúng ta theo dõi thêm à, liên quan đến các cái dòng vốn đầu tư Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với thị trường trong nước thì à Phiên ngày hôm nay nói thật là <laughs> mức độ tăng thì nó không nhiều nhưng mà cái đà lan tỏa thì lại rất là lớn. Cái đà lan tỏa của thị trường chúng ta thấy đến từ các cái số lượng các cái cổ phiếu nó tăng thì nó khoảng gấp đôi so với số mã giảm. Và đặc biệt là gì chúng ta thấy là tổng khối lượng giao dịch hôm nay nó khoảng hơn 700 triệu cổ phiếu. À, và trị giá giao dịch nó khoảng hơn 13. 13.350 tỷ trong đó giao dịch thỏa thuận là 1091 tỷ. Đó thì như vậy chúng ta thấy là cái đây cũng là một trong những phiên có thanh khoản cao nhất thị trường trong trong lịch sử của chúng ta. Nó chỉ thấp hơn cái phiên uh, phiên giao dịch lịch sử là ngày vào tháng 5 năm 2018 đó. đó. Chúng ta theo dõi thêm. Đó thì như vậy là với những cái diễn biến như hiện tại đúng không? Từ cái dòng tiền, từ cái độ lan tỏa của thị trường. Hôm trước hôm tối Chủ nhật thì chúng ta thấy là cái đà lan tỏa của thị trường nó khá là kém khi mà thị trường nó tăng nhẹ nhưng mà số mã giảm thì nó nhiều hơn số mã tăng nhưng bây giờ số mã tăng này chúng ta tính là nó coi như là gần như là gấp đôi số mã mã giảm rồi nó và đặc biệt là dòng tiền dòng tiền thể hiện rất rõ vào về cái cầu mua lên rất là mạnh à, cá nhân mình cũng cũng nhận định là gì những cái nhịp như thế này thị trường nên có những cái điều chỉnh thậm chí là rung lắc mạnh để mà có thể chỉnh lại tích lũy lại ở cái vùng loanh quanh khoảng 1020 1010 ở vùng này rồi sau đó nó bước lên tiếp thì nó sẽ phá đi mạnh hơn đó, đặc biệt là cái mốc 1040. Nếu chúng ta tính theo đồ thị tuần mà chúng ta đo Fibo thì nó cũng nằm đâu đó ở Fibo 71.8 trong cái gọi là cái Fibo mở rộng ha, sóng Fibo mở rộng thì nó cũng nằm đâu đó ha. Đó. Thì chúng ta thấy là hiện tại nó đang đứng ngay ở cái ngưỡng Fibo này. 1038 điểm, 1039 điểm gì đó đây là theo sóng Fibo mở rộng theo nến tuần thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cái kỳ vọng đấy là cái lý do mà mấy người hôm nay mình cũng nói trong các cái nhóm Telegram mình nhận định là mình kỳ vọng đến cuối tuần thị trường nó kéo về vùng đó vùng 1039 40 gì đó hôm nay nó làm một cây một lên tới nơi luôn thì cũng nói thật là hôm nay lúc kết phiên mình nhắn nhóm mà cũng không biết nói gì cả Đúng không? đi quá nhanh như thế này thật ra đi nhanh quá thì nó nó sẽ hàm chứa những cái rủi ro nhất định các bạn ý ạ hàm dưới những rủi ro nhất định trong những cái, cái thị trường mà khi mà nó lên 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 thốc như thế này nên không có tích lũy nó lên không có tích lũy thì đôi khi nó rơi cũng sẽ là rằng sẽ khá là nhanh đó, cái điểm đặc biệt hôm nay là chúng ta để ý là là có cái sự gia tăng đồng loạt và tích cực đến từ nhóm ngân hàng trong đó đặc biệt là gì chúng ta thấy hôm nay là chào mừng ACB lên sàn HOSE đúng không ạ ACB lên HOSE nhưng mà cái cổ phiếu tích cực nhất đóng góp về số tăng hôm nay lại là Vietcombank ACB phiên giao dịch đầu tiên thì nó lại không được tính chung vào cái không được tính vào cái tỷ lệ ảnh hưởng liên quan đến VN Index ngày hôm nay à, phiên ngày mai mới được tính phiên nay đầu đầu phiên không tính đó thì, thì chúng ta thấy là Vietcombank sau khi ra cái tin chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu chỉ có bằng tiền 8 bằng cổ phiếu như 22 phần 18 gì đó tôi tôi, tôi cũng chưa, chưa, có xem kỹ ha đó nhưng mà chúng ta thấy là gì ngay lập tức là nó tăng rất là mạnh tăng tới đóng gọi, đóng gọi như là kéo chỉ số hôm nay là là chính là Vietcombank ngoài ra nhóm dầu khí APLX cũng tăng tốt này đấy gần như là tất cả hôm nay chúng ta để ý trong rổ vn30 là gì? có ba mã giảm thôi và ba mã tham chiếu còn lại là xanh, xanh tích cực, à, xanh khá là tốt và thêm một ý nữa mà chúng ta cần phải chú ý là gì? hiện tại chỉ số vn30 index cũng đã vượt 1.000 điểm. Đây các bạn chú ý là chỉ số vn30 index cũng đã vượt 1.000 điểm. Như vậy là cũng 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 đang đua đúng không? đang 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 đua khá là mạnh. À, mặc dù cái basic hình như nó vẫn đang dương, dương khoảng 2 điểm gì đó tức là cái kỳ vọng của nhà đầu tư là vẫn còn tăng nữa vẫn còn lên nữa đấy thì thì đấy là chúng ta theo dõi tức là cái kỳ vọng của nhà đầu tư hiện tại đang rất lớn đúng không ạ đang rất lớn với cái với những cái mức tăng đặc biệt là gì tăng lúc này là tăng tăng có trụ và tăng có lan tỏa chúng ta để ý là có những cái thời điểm giống như vùng đây này cái vùng mà thị trường nó điều chỉnh xong về từ vùng 920 mà nó lên tới vùng à, vùng 950 940 này thì chúng ta thấy một cái điều là gì là các trụ tăng không ạ và các cổ phiếu khác không tăng các bạn chú ý nhưng những những cái nhịp như thế này đó, nếu bạn nào trải qua những cái nhịp như thế này chúng ta thấy là khi thị trường kéo như thế này nó kéo rít toàn là kéo trụ thôi các cổ phiếu khác không xanh đúng không ạ đó nhưng thời điểm hiện tại là chúng ta thấy là gì tất cả các cổ phiếu gần như là đều xanh hết đều xanh tốt và đặc biệt là nhóm trụ trụ kéo rất tốt rất mạnh luôn đó tất nhiên là nó vẫn còn có một số sự điều tiết nhất định ví dụ hôm nay là FSB sab xuống đúng không? không còn câu chuyện gì nữa mang F SAB xuống đó còn những phiên vừa qua có những phiên vẫn kéo SAB đúng không nhưng phiên này nếu mà SAB mà xanh nữa thì tôi nói giả sử này SAB chỉ cần dừng ở tham chiếu thôi thì chắc thị trường nó phải tăng tới tầm mười mấy điểm ạ đấy là theo dõi thêm các cái cổ phiếu đó GVR cũng vậy một số cổ phiếu có vốn hóa lớn mà sắp sửa nó tác động vào thị trường chúng ta theo dõi thêm sắp tới là sẽ có những cái thay đổi liên quan đến các cái cổ phiếu vốn hóa lớn các cổ phiếu nó tác động đến thị trường đến chỉ số chung đó như số nhìn của chúng ta thì các bạn theo dõi các cái cổ phiếu đó. Đó thì cái cái Đà lan tỏa hiện tại đang đang khá là tốt ha. Vậy thì cái câu chuyện bây giờ cần chia sẻ là gì? Thế lên tới đây rồi sao nữa? Đúng không ạ? Rip mạnh như thế này còn lên nổi hay không? Đó và cái cái gì cái mong muốn cái đánh giá và cái nhận định là nhiều chuyên gia cũng nói là ở vùng này sẽ là vùng cản và mình nghĩ đây cũng là một vùng cản khá cứng. Ha? nhưng mà nếu nó vượt với một cái độ gọi là với một cây nến thứ nhất là một cây nến đặc mạnh như thế này cộng với thanh khoản lớn thì khả năng nó vượt được vùng này cũng rất là cao đó nhưng mà vượt rồi đi được bao xa nữa thì lại là một câu chuyện khác tôi thấy thị trường đang lên rất là dốc tôi nói thật là lên vùng này khá là dốc rồi chưa có một cái cái nhịp nào gọi là nhịp điều chỉnh đúng nghĩa cả đúng không ạ chúng ta tăng một mạch từ từ vùng đây đây là Fibo bao nhiêu Fibo 0.5 đúng không đó là vùng 907 bây giờ lên tới 1039 là lên hơn 100 điểm rồi 130 điểm rồi mà chưa có một nhịp cái nhịp điều chỉnh hoặc là nhịp tích lũy nào đúng nghĩa luôn các bạn thấy đi này. gần như đây có nhịp này thì có thể coi là tích lũy này đó, nhưng mà không lớn như nguyên nhịp này chúng ta thấy chưa có một cái sự tích lũy nào, chưa có một nhịp điều chỉnh nào thậm chí là cái độ dốc của nó các bạn đo về độ dốc của nó cũng khá là thốc đúng không? đấy các bạn thấy những nhịp hồi phục sau dịch như thế này nó vẫn còn có những nhịp điều chỉnh rồi nó mới đi lên đúng không? rồi lại điều chỉnh nhịp này đi lên thì nó thoải hơn cái biên của nó ngắn hơn đó tức là gì những cái nến nó như thế này thì nó thể hiện cái sự lưỡng lự của nhà đầu tư nhiều hơn nhưng mà bây giờ đây những cái nến rất là quyết liệt không có cái gì gọi là lưỡng lự nó đến từ một phần là gì cái cái lượng tài khoản mở mới nhiều cái đấy là tích cực rồi rồi gì nữa cái cái dòng ngoài dòng ngân hàng thì chúng ta thấy dòng chứng khoán hiện tại rất là tích cực nhưng ta đếm trên thị trường có khoảng có khoảng 10 trên trên hồ có khoảng 18 mã tím thì trong đó là là tới 5-7 mã là thuộc nhóm chứng khoán rồi nhưng mà tất nhiên là nhóm mã nhỏ thôi hôm qua thì còn có hcm tím hôm nay thì hcm cũng bớt tím rồi À, không 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 chỉ xanh thôi chứ không tím được. SSI cũng vậy, đầu phiên thì kéo rất mạnh nhưng mà rồi, rồi sau đó cũng trùng trùng xuống à, bởi vì cái đà tăng của nó thì khá là thốc. Nhưng mà các cái mã nhỏ hơn ví dụ CTS, BSI thì nó đều tím à. Đấy là nhóm thuộc nhóm chứng khoán nhỏ hơn, A, 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 chứng khoán Aribank chẳng hạn. Đó thì mấy cái cổ phiếu đó thì nó nhỏ hơn và nó ăn theo thì cái cái đà tăng của nó sẽ mạnh hơn, cái cầu, cầu lực cầu mua của nó tốt hơn là những cái cổ phiếu lớn này. Đó thì thì chúng ta theo dõi thêm đúng không? Hai cái dòng đó rất là quan trọng, hai cái dòng mạnh nhất và nó thể hiện gì thể hiện cái 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 dòng tiền trong thị trường và thể hiện cái độ mạnh của thị trường thì hôm nay đều tăng đó và nếu cái nhịp này ví dụ như phiên ngày mai chẳng hạn Vietcombank vẫn tiếp tục tăng mà tôi nghĩ với cái việc mà Vietcombank ra tin như tức thì khả năng là con này sẽ tiến về vùng ba con số có thể là, là, nằm đâu đó khoảng hơn 100 nghìn một cổ thì chắc chắn là tức là nó sẽ gia nhập vào top 100 trăm top trên 100 đối với Vietcombank trong cái nhịp này và chắc chắn nó sẽ lít thị trường trong nhịp này đi tiếp rồi hôm trước thì mình các bạn để ý một điều là gì nếu bạn nào đọc kỹ trong cái nhóm Zalo hoặc nhóm Telegram mình có nói là trong cả cái nhịp tăng ở đây từ vùng đây lên thì rất nhiều các cổ phiếu trụ trong đó có Vietcombank có Vinamilk đúng không ạ nó vẫn tạo nền mà nó chưa tăng đó, để để mình mở lại cho mọi người xem ở đây các bạn theo dõi thêm đây này cái cái bài nhận định của mình trong phiên ngày hôm qua đúng không ạ đây là cái phiên hôm qua nha, Nên, hôm nay đây rồi. Phiên hôm qua mình có nói này, đó, có khả năng là thị trường sẽ tiến tới vùng 1040 khi mà nhiều trụ lớn là có nền tích lũy tốt mà chưa tăng như là Vinamil, Vietcombank, BIDV, Vic, Vinhom. Đó và nó chưa bứt thoát thì đây là nhóm dẫn dắt thị trường tăng về 1040. Đây là phiên hôm qua mình nhận định. Và phiên hôm nay thì mình cũng đánh giá là như thế đúng không? Các cái cổ phiếu khả năng là dẫn dẫn dắt nhịp này đây. Đó. Nhóm thứ, hôm qua thì chúng ta thấy thị trường Chú chú ý nhóm trụ là Vinhom, Vic này trong đó là tăng tốt như là Vietcombank, BIT, CTG, ACB. nhóm bảo hiểm là có BVH, Dòng chứng cũng vẫn phải kéo trong phiên hôm nay. Đó, nói thật là các bạn là góc độ mình đánh giá nó cũng sẽ về 1040 nhưng mà rồi nó lên một cây ngày hôm nay đủ luôn thì, thì phiên ngày mai cũng chưa biết đánh giá kiểu gì. Đó, cho nên tôi nói rồi, ngày mai nếu mà nó điều chỉnh cũng là bình thường. À, các bạn phải chấp nhận điều này. Đó, read lên như thế này chỉnh. Đó, nhưng mà chúng ta đánh giá là ở đây dòng tiền hiện tại đang rất là mạnh, đang lao vào thị trường rất mạnh chính những cây nến như này thể hiện cho cái độ mạnh của thị trường à, thêm nữa là chúng ta thấy tự doanh và khối ngoại đang mua ròng các phiên gần đây đấy cũng là một tín hiệu tích cực của dòng tiền lớn đúng không ạ đó thì với những cái tín hiệu như vậy thì theo mình nghĩ là nó sẽ bứt thoát khỏi vùng 1050 này à, 1040 này à, còn đi lên được bao nhiêu cây nữa thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm đó còn cái nhịp này ở đây mà nó chỉnh thì các bạn cũng phải chấp nhận thôi nha không không có gì để gọi là là quá bất ngờ ở cái nhịp chỉnh này đâu bởi vì rít nhanh thì nó sẽ chỉnh đó. và đặc biệt là gì chúng ta thấy các cổ phiếu mà mình chia sẻ rồi nó có nền khá là chặt ví dụ như Vietcombank này đó ví dụ như VIX này ví dụ như BIDV này thậm chí FPT FPT hôm nay rồi FPT hôm này cũng chạy rồi nha FPT nó tích lũy tới 10 13 phiên phiên hôm nay là phiên thứ 13 này nó chạy rồi 12 phiên tích lũy rồi thì phải đi thôi đúng không ạ nó rồi kể cả Vinhome cũng vậy đó thì các bạn thấy Vinamilk này cũng chạy rồi kể cả thế giới di động cũng vậy thế giới động cả trong phiên thì nó đỏ nhưng mà đến kết phiên thì nó nó xanh được như thế này đó thì chúng ta thấy nhóm trụ là nó bắt đầu nó nó tăng rồi các cổ phiếu mà có nền tốt như là Vietcombank, Vietjet, uh, Vietcombank, Vic, BIDV mà nó chạy lại thì cái 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 nhịp này nó vẫn khá là cứng đúng không? giả sử tôi nói ngày mai Vietcombank mà vẫn tiếp tục lít dòng ngân hàng thì chỉ số chúng ta nó vẫn đóng cửa xanh thôi vẫn sẽ xanh tiếp đúng không? thêm sự đồng thuận của Vic và Vinhome bởi vì hai mã này cũng cũng chưa tăng nhiều các bạn mở ra đồ thị kỹ thuật riêng của từng mã các bạn theo dõi các bạn sẽ thấy được những cái những cái điều mình nói tức là nó đang có nền rất là tốt nó chưa có chạy nhiều như các mã khác các mã khác mà chạy nhiều ví dụ như ri này kia rồi là rất điều chỉnh rồi đúng không ạ thậm chí kể cả hòa phát bắt đầu cũng thấy dấu hiệu yếu yếu rồi lực tăng hôm nay thì thì đuối rồi mặc dù là cái cầu mua giao dịch của khối ngoại vẫn rất là sôi động ở đây đó nhưng mà hiện tại vẫn là 38.5 vẫn là cái đỉnh hôm trước nó tạo ra đó và ra tin là khối ngoại bán thoái thì hôm nay nó lại quay lại test và cái lượng cầu thanh khoản của nó cũng đang khá là tốt ở đây đó và giả sử nếu mà hòa phát ngày mai mà đóng cửa bứt thoát được khỏi cái vùng này 38.5 thậm chí nó còn lên nữa đấy chúng này vẫn cứ và đặc biệt thì chúng ta chú ý là hòa phát vẫn còn mạnh thì các cái dòng khác vẫn còn lên theo được à, hòa phát nó là lít của cái cái nhịp nguyên kể cả cái nhịp này à, hòa phát là nó là kéo một mạch từ 20 24 mà lên tới 38 thì tăng khá là nhiều đúng không ạ thì nó là dẫn sóng nhịp này thì bây giờ nó vẫn vậy à, bây giờ nó có thể chứng chứng lại khi vùng đỉnh và đặc biệt là gì nữa đặc biệt là chúng ta hôm nay chú ý như Vietcombank là vượt đỉnh mọi thời đại của nó chú ý các bạn chú ý vì cổ phiếu Vietcombank à? đấy là một trong những cái trụ lít nhịp này mà nó vượt đỉnh mọi thời đại rồi thì nó sẽ lên về ba con số thì, thì, ông này cũng chưa biết đi tới đâu nó thẳng là bây giờ nó có một cái cản nhẹ nhẹ ở đây thôi đeo đo theo ngưỡng Fibo thì nằm ở 130038 ở đây nó bước lên này đã đóng chín rồi thì còn nó có chắc là vượt rồi đó đi tiếp đi tới đâu thì chúng ta kỳ vọng và chúng ta theo dõi tiếp nói chung nhịp này là nương nương theo thị trường thôi mình nói rồi điểm số không quan trọng hay quan trọng chúng ta nắm cổ phiếu nào mua cổ phiếu nào làm sao mà Vini nó tăng có nhiều bạn hôm nay nói Vini tăng gần một mà cổ phiếu của mình nó không tăng miếng nào nó đứng im thì đứng im là tốt rồi nó không giảm là may rồi đúng không đó còn ai mà chọn đúng cổ thì nó vẫn cứ tăng mạnh thôi đó chúng ta biết dòng tiền đang ở đâu chúng ta cứ nương nương theo chúng ta bám theo dòng tiền thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong những phiên giao dịch như thế này đó thì một số ý chia sẻ trong video ngày hôm nay như vậy xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo